Quà tặng luôn có ý nghĩa đặc biệt trong những ngày Tết, vì thế người tiêu dùng luôn cân nhắc lựa chọn cho mình những món quà thật là ý nghĩa, đồng thời có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo về chất lượng. Chính vì thế mà dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão này, tỉnh Trà Vinh đã chọn sản phẩm OCOP đưa vào giỏ quà Tết. Không chỉ giúp cho người dân mua được sản phẩm an toàn với giá cả hợp lý, mà địa phương còn quảng bá được sản phẩm đặc trưng của mình đến với người tiêu dùng. Đây là cửa hàng sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh vừa mở phục vụ người tiêu dùng nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão. Toàn bộ 194 sản phẩm OCOP của tỉnh đều có trong cửa hàng. Ngoài những giỏ quà mẫu trưng bày, du khách có thể tận tay lựa chọn những sản phẩm ưa thích để nhân viên bán hàng đóng gói tại chỗ. Mua sắm ở đây để mình gửi tặng người thân của mình trong cái dịp Tết Nguyên Đán hoặc là những cái dịp mình thăm viếng thì mình cảm thấy rất yên tâm về chất lượng. Cầm lên á, nếu mà thấy không có OCOP thì người ta sẽ để xuống, còn nếu thấy OCOP là người ta tin tưởng là người ta mua, người ta không có còn sợ mà hàng kém chất lượng nữa. Năm 2022, Trà Vinh mở 4 điểm bán hàng OCOP đặt tại các khu du lịch, điểm dừng chân. Sản phẩm phong phú, mang tính đặc trưng riêng như bánh tét trà cuông, dừa sáp cầu kè, nước mắm rưa duyên hải, được niêm yết giá, có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng, làm phong phú, đa dạng thêm cho sự lựa chọn của người tiêu dùng. Cái nước mắm rưa đặc trưng của nó là so với nước mắm cá là nó dịu, có nghĩa là nó dịu giống như là mình đã có pha bột ngọt, nó có cái khác biệt như vậy. Còn thơm là nó thơm, theo nhiều người nói là nó có cái ghé qua của rong biển và nước mắm cá đồng. Khách khi mà về Trà Vinh tham quan các cái điểm du lịch thì đây là một cái điểm dừng chân để là chúng ta tham quan, mua sắm các cái sản phẩm, các cái mặt hàng đặc trưng của tỉnh về làm quà biếu cũng như là có các cái sản phẩm đặc trưng của vùng miền. Các sản phẩm OCOP đưa vào giỏ quà Tết sẽ tạo được niềm tin, sự yên tâm về chất lượng nơi người tiêu dùng. Đồng thời, đây cũng là cách để địa phương mở rộng kênh phân phối, quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng, tạo động lực để các chủ đề OCOP củng cố, nâng chất lượng sản phẩm